Hai đội chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Xem chỉnh lại thôi. Buổi chiều ngày hôm nay sẽ diễn ra các trận thi đấu tranh nhất nhì và giải ba ở các hạng cân. Bên cạnh đó có tổ chức nội dung vận tự do nữ và giải đấu tài dành cho các cô ở các sân chơi các địa phương để tranh tài ở nội dung giải đấu tài. Lê Đại Phúc, Phú Thọ, Phố Xanh, hai đội vật sớm.
Idol xe đạp. Vâng, hôm ấy thì trùng nhiều. Hôm ở Trần Xá, cái video của anh ở Trần Xá nhỉ? Ở Đông Xá, cái video mà hôm đó bạn ấy, cái video đấy của anh lên mạnh chứ. Nói chung là video nào của anh là bướng rồi. Vào kênh xem tiếp luôn. Chưa có thắng thua, tiếp tục thi đấu. Chỗ này khe này có đúng chỗ ngồi đây này. Em thì đây này. Đây. Đối với vật dân tộc thì thắng thua bằng việc lộ chân và ngã lộ cái đầu cả. Đối với ngồi lộ cả chân và mông. Các anh lớn rồi, những cái video vớ vẩn là các anh không cho lên. Những kênh nhỏ thì như bọn em thì thôi thì gọi là cho lên để chống cháy thôi. Đâu em có nhưng mà cầm đi vướng. Lười cầm đi. Chết chân của nó đến tầm này mới rút mà. Thì đấu giữa sớ dùng kỹ thuật. Vâng. Tiếp tục thi đấu. Mà kể cả ở đây đấy ấy nó vẫn đẹp hơn. Nó nếu mà ngược ra kia quá sáng quá. Đồ cô đỏ có sức chán hơn, nhưng mà đồ cô xanh thì đấy kỹ thuật khéo hơn và kinh nghiệm hơn. Con máy của anh là nút mua là hai mấy triệu hay ba mấy triệu? Thi đấu của khéo léo và sức mạnh. 2 triệu á. Rồi ra ngoài vào giữa sân. Cô xanh chỉnh đại đấy chứ. Nó bây con ấy dùng vẫn ok chứ hả? Bây giờ thì anh bán độ bao tiền? Rồi để em lấy số điện thoại cho mà lúc nào mà có ấy cái á. Ngon mà anh cứ quay này. Tiếp tục thì đâu? Không phải, em là cái này ấy, cái này là nhiều khi là em đi là quay lễ rước ấy. Nếu mà đọc quay vật ấy thì phải cái đấy thì má hơn. Chất lượng người nhảy nó khác. Rồi ra ngoài rồi. Trọng tài nhắc đồ cô xanh thi đấu tiêu cực lần thứ nhất. Cố tình chạy ra ngoài sới. Thì sau lấy cái bởi vì là em thì chưa dùng cái máy anh nhớ.
thì lồi chân rồi. Ở đâu ạ? Mỹ Đình ấy. Công bố kết quả lúc 3 phút 33 giây hiệp 1, Đô Cấn Tất Lộc Nghệ An Cô Đỏ thắng cuộc. Tên mời Ngô Đức Mạnh Vĩnh Phúc, Nguyễn Văn